Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại cầu Chu các bạn của An Giang ha. Thì hôm nay mình đến đây để quay gửi đến các bạn một người xem là chú nông dân các bạn. Thì đang chạy con máy xới này bánh xích các bạn. Chế mình thấy cái đầu nó tùa lưa tùm lum. Thì một tí nữa thì mình hỏi chú cần kẽ và chi tiết hơn để gửi đến các bạn người xem để hiểu rõ hơn ha. Vì đó các bạn, mình cũng không hiểu là cái lý do sao mà chú bây giờ chú đem vô chú cài bỏ luôn ha. Đây các bạn, thì chú cũng mới đi được có hai đường thôi. Bây giờ là mình sẽ đi vô đó luôn các bạn để quay dần lên cho các bạn xem ha. Đất này khá là lớn nên không có đem cái máy cài vô được các bạn, chỉ có bánh xích thôi ha. Hay thì bánh xích là còn chạy còn bị mất lầy luôn các bạn. Đây hiện tại thì máy nó đang buồn các bạn. Đây để mình đi vô đó mình quay gần hơn cho các bạn xem nha. Bây giờ là chú cài bỏ hết cái ruộng này luôn các bạn. Sau đó tầm khoảng 5 công đất ha. Đây, hiện tại lúng thì chú chạy gì luôn. Hay gì á. Thì cái đất này á các bạn, nó khá là lúng ha. Với lại chỉnh khá là nhiều. Chú thì nãy chú có bơm nước vô một ít rồi các bạn, để cho cái bánh xích nó nhả ha. Thấy gà khói rồi. Giờ chú ve lại các bạn. Bây giờ là mình để mình đi lại mình hỏi chú các bạn nguyên nhân sao mà chú quyết định để cài bỏ. Chú ơi, chú cho con hỏi sao mà mình cài bỏ rồi chú? Gài nhiều quá. Lúa gài nhiều quá hả? Mình xới bỏ rồi mình cấy lại cây mới luôn ha. Cái lúa này bao nhiêu ngày rồi chú? Hai mươi mấy ngày ha. Dạ cảm ơn chú. Thì chú chia sẻ các bạn, thì xã
chú gài khá là nhiều nên chú quyết định chú xới luôn, bỏ luôn ha. Lúa này đâu đó tầm khoảng 20 mấy ngày rồi. Xới xong rồi chú bơm nước vô, chú xạ là cái mới ha. Đây các bạn, đây những đường mà chú đã đi qua nè. Còn đây chú chưa có xới lên ha. Chú xới bỏ hết luôn đây. Cái ruộng của chú là đâu đó tầm khoảng 5 công các bạn. Tại vì những mấy cái đầu dạt này nó lúng, hơi lúng đó, các bạn. Giờ chú về lại. May chú độ lên mình thấy khá là ngầu các bạn ơi. Đi lên đó ha. Mai vậy đó là đất nó lầy các bạn. Hơi lúng ha. Chú cùng ve lại. Bơm nước vô các bạn để cho nó nhả những cái đất này đi ha. Máy chạy mới nổi các bạn. Hiện tại thì nước người kia chú cũng đang bơm vô ha. Mình sẽ đi hết cái dòng này cho các bạn xem luôn. Vì cái này là chú quyết định cài bỏ hết luôn các bạn. Nên những cái đường sát rời này là chú muốn về là chú hết luôn.
chạy ra khói đen luôn. Để mình quay lại phía sau cho các bạn xem. Tới lên bỏ các bạn thì chú sẽ xạ lại luôn á, như vậy là chú sẽ xạ lại các bạn. Xem video thấy hay thì đăng ký kênh nha, mình cố gắng mình ra nhiều cái video hay hơn thì là đến các bạn người xem á. Bây giờ là lỡ gần đất nó dâng lên đó các bạn. Mai nó bị gì mà mình thấy nó ra khối quá trời phía đó các bạn. Đây, những cái nơi mà còn sót là chú sẽ ve lại các bạn. Ve lại để mà cài lên cái hết luôn ha.
hết luôn. Rồi, như vậy là trời cũng đã tối các bạn, nên cảnh sáng nó không có quay cũng rõ cho lắm ha. Thì có lẽ cái video mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.